Chỉ còn ít phút nữa, trận cầu lịch sử giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ được diễn ra. Tại nhà tuyển thủ Nguyễn Phong Hồng Duy, tại khu phố 3 thị trấn Chân Thành, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước, không khí đang rất sôi động. Ông Nguyễn Tấn Phong, cha của Hồng Duy đang tự tay sửa soạn lại những huy chương, thành tích mà Duy đã đạt được trong những năm vừa qua. Một màn hình lớn đã được dựng lên, đông đảo người thân trong gia đình cùng hàng xóm đã tụ tập cùng với trống, băng rôn, khẩu hiệu, hàng cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho Hồng Duy cũng như đội tuyển U23 Việt Nam. Chúng tôi và cả đồng hành, anh chị em đến nhà để xem một cổ vũ cho, không phải nói là riêng con mà cả đội tuyển U23 Việt Nam. Chiều nay hứa hẹn sẽ là quyết thắng và làm nên kỳ tích mới trong lịch sử của Việt Nam. Được vào sân từ băng ghế dự bị trong trận bán kết gặp U23 Qatar, Nguyễn Phong Hồng Duy đã tả xung hữu đột, góp phần quan trọng vào chiến thắng vang dội của U23 Việt Nam. Là cựu tuyển thủ của đội sông bé cũ từ năm 1978 đến 1980, ông Phong tự hào trước những thành tích mà con trai mình đã đạt được trong những năm vừa qua. Và hy vọng với sự cổ động nồng nhiệt từ nước nhà, các cầu thủ U23 sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích cho bóng đá Việt Nam. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.